Như vậy là trận đấu giữa câu lạc bộ Quảng Nam và câu lạc bộ Viettel, trận đấu trong khuôn khổ vòng đấu thứ 7 giải vô địch quốc gia World Cup 247 đã bắt đầu. Cú chuyền bóng rất nguy hiểm. Như vậy là lưới của đội chủ nhà đã rung lên. Từ một pha chuyền bóng tưởng như không có gì nguy hiểm thì lưới của câu lạc bộ Quảng Nam đã rung lên. Chúng ta hãy cùng xem lại pha quay trận dẫn tới bàn thắng của câu lạc bộ Viettel. Thôi! Trọng tài chỉ tay vào chấm phạt đền. Thế trận đã diễn ra có thể nói là rất bất lợi cho câu lạc bộ Quảng Nam. Không vào! Như vậy là Tiến Dũng đã thực hiện không thành công quả đá penalty. Và pha bóng không vào này phần nào sẽ giúp cho trận đấu trở nên hấp dẫn hơn. Trong tình huống vừa rồi thì thủ thành Văn Cường mặc dù đã đổ người sai hướng nhưng vẫn kịp thời phản xạ và cản phá bằng chân. Vào thời điểm này thì thời tiết đang rất là mát mẻ tại Quảng Nam. Và đó là một điều kiện lý tưởng. Tỷ số là 2-0. Ngay sau khi thực hiện không thành công quả đá penalty thì câu lạc bộ Viettel đã có được bàn thắng thứ hai và người lập công là Vũ Minh Tuấn. Chúng ta hãy cùng xem lại pha bóng này. Hàng phòng ngự của câu lạc bộ Quảng Nam đang chơi rất không tốt. Đánh đầu! Cú đánh đầu đi vọt xa. Đó là pha dứt điểm của Đặng Hữu Phước. Pha dứt điểm thứ hai của cầu thủ áo số 6 bên phía câu lạc bộ Quảng Nam. Gabriel Dos Santos. Anh Hùng. Cú dứt điểm. Không được. Câu lạc bộ Quảng Nam lập tức thể hiện khả năng sút xa của mình. Cú dứt điểm đập đất cực kỳ khó chịu. Pha phản công nhanh của các cầu thủ Viettel. 2-1. Chuyền bóng quá sớm. Vẫn còn. Không được. Chúng ta hãy cùng xem lại tình huống này của câu lạc bộ Viettel. Chậm mất rồi. Rất nguy hiểm. Chúng ta có thể thấy hàng phòng ngự của câu lạc bộ Quảng Nam, nhưng họ để cho các cầu thủ áo đỏ tạo ra được một tình huống nguy hiểm trong một pha phối hợp có thể nói là cũng không thực sự quá sắc nét. Không được. Rất đáng tiếc cho các cầu thủ áo xanh. Sự tiếc nuối của đội trưởng Đinh Thanh Trung. Pha nhả bóng lại và sau đó là cầu thủ tới từ câu lạc bộ Hà Nội. Cú dứt điểm. Pha dứt điểm có lực tốt của Đinh Thanh Trung nhưng lại không qua được đôi tay của thủ thành bên phía đối phương. Đánh nhau, không vào. Pha chèo bóng của Đinh Thanh Trung và bóng đã tới được chỗ của Huy Hùng. Cú đánh đầu trong tư thế bị theo kèm của Huy Hùng đã không chuẩn xác. Pha chèo bóng rất tốt. Vẫn còn. Không được. Thêm một cơ hội nữa đã trôi qua với các cầu thủ Quảng Nam. Chúng ta hãy cùng xem lại tình huống này. Chỉ trong ít phút Huy Hùng đã có hai cơ hội. Pha dứt điểm từ xa.
Như vậy là trận đấu giữa câu lạc bộ Quảng Nam và câu lạc bộ Viettel ở vòng đấu thứ 7 giải vô địch quốc gia World Cup 247 đã khép lại với tỷ số 2-0 nghiêng về phía đội khách. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.